Hôm qua ngày 3 tháng 4, một xe tải chở dưa hấu khi vào cua và đổ dốc trên tỉnh lộ 643, đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, theo hướng Tây Đông thì lật vào vách núi khiến 4 người chết, 5 người bị thương nặng. Ngày 4 tháng 4, anh Nguyễn Long Giang, 33 tuổi, ngụ Quảng Bình, là phụ lái chiếc xe tải nói trên, đã kể lại thời khắc kinh hoàng của vụ tai nạn. Đúng mà, lúc mà rơi đi tầm cửa 7 giờ tới 7 giờ 30, xe chở thì vừa đứng đứng thôi, chắc tầm 23 gì đó tận thôi, chứ không quá tải đâu, xe không chở vừa tải thôi. Hôm đó là em 5 giờ 6, là 19, lúc em nghe hẹn bỏ một cái em mới vùng dậy. Không giờ em bỏ một cánh thì nó ở thì em nhảy kẹ một tay lại, nhưng mà lúc đó kẹ một tay của tao dùng tay như là mất hơi rồi, thì kẹ của tao dùng này đó là anh đội cố gắng điều khiển quá như tâm của hai khúc cua để kiếm cái đoạn đường dành cho xe đó lệnh nan, nhưng mà qua xong tâm của hai khúc cỏ nữa, lúc đó thì tốc độ tăng nhanh quá, nhưng mà thế thì chúng ta mất phanh liền rất sai đúng không? Dạ, thì ta cũng tâm một đoàn vai cấy rồi vậy đó, vai tâm một cấy gì đó. Tay gõng để kiếm đường lạnh đàn á, lạnh đàn. Cứ chạy mãi qua 2-3 phút cuối đó cũng thấy. Không dồn số được à? Dồn xuống được, lúc đó một phánh tốc độ nhanh chưa dồn được, cắt cũng mới dồn được. Nên vào đó anh kia mới cho cái quyết định đóng vào vách đủ được. Cái bốn điểm ví dụ mà rẻ phải là chắc chắn là rẻ xuống vực. Xuống vực thì chắc em khỏi sống sống. Mà toàn bộ số người đi nhờ đó thì họ ngồi ở đâu? Ngồi ở, có người ngồi ở trên cái phù này, đây là có mấy người ở, ngồi sau dương á. Tại vì xe đỏ là Thanh Long của vô, Thanh Long loài bụng Thanh Đỏ của hai dương, dương dưới dương trên. Em nằm dưỡng trên? Dạ, em nằm dưỡng trên. Rồi mấy người kia là ngồi dưỡng dưới? Dạ. Và ngồi trước, cưỡi phục? Dạ. Em nhảy chụp thì mấy người kia ông hẹt về thôi. Hẹt thì nó cũng hoảng loạn, mỗi người nói một tiếng chứ cũng thì nhớ rõ là ai nợ câu gì, ai nợ câu gì được. Có mấy người mà này, gọi là định cũng nán á, là đưa em lên ở trên xe cấp cứu, lúc đó em mới tỉnh. Còn trước đó thì em nhớ gọi là đi ngất xỉu.